một buổi học của khóa Master sẽ diễn ra như thế nào? Master là giải pháp học tập toàn diện thông qua lớp học có giáo viên hướng dẫn trực tiếp và hệ thống quản lý học tập cùng dịch vụ hỗ trợ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức và các phương pháp, kỹ năng làm bài nhằm giúp các con đạt điểm cao, bứt phá thành tích trong năm học. Đầu giờ học, giáo viên không chỉ nhắc đến những vấn đề học tập mà còn trò chuyện về các chủ đề mà học sinh quan tâm nhằm tạo sự thoải mái trước khi bắt đầu bài học. Ngoài ra, nhắc nhở lại nội dung của tuần, buổi trước luôn là một phần không thể thiếu. Đình Phong thử nhắc lại cho cô xem là cái nội dung của buổi hôm trước thì chúng ta đang học là cái chủ đề gì? Hôm trước học cái chủ đề ước chung ạ. Giáo viên sẽ bắt đầu điểm danh khi đến giờ vào lớp. Nếu có học sinh nào vắng mặt, giáo viên sẽ báo ngay lại cho kỹ thuật viên để liên hệ phụ huynh nhắc nhở con vào lớp. Và khi tất cả đã sẵn sàng, cũng là lúc buổi học bắt đầu. Chương trình học sẽ chia làm hai dạng, buổi học lý thuyết và buổi bài tập. Đối với các buổi lý thuyết, giáo viên sẽ truyền đạt kiến thức cho các con thông qua slide và phiếu học tập, cũng như các hoạt động gọi trả lời để tăng thêm hứng thú. Nếu các con khá nhút nhát và ít xung phong xây dựng bài, thì phụ huynh cũng không cần lo lắng, bởi giáo viên sẽ gọi lần lượt từng bạn để các con có cơ hội trả lời và tự tin hơn trước lớp. Trước tiên, cho bạn đọc to cho cô văn bản. Mời Thiên Ân đọc. Khi tiểu ni ra lập lão tại hồi, hương âm vô cải, mấn màu tội. Còn đối với các buổi bài tập, trước khi học, giáo viên sẽ hệ thống lại toàn bộ kiến thức để các con nhớ lại nội dung lý thuyết. Sau đó, các con sẽ được tìm hiểu các dạng bài, phương pháp giải và được giao làm bài tập. Học sinh sẽ gửi ảnh chụp bài làm để giáo viên nhận xét và tiến hành chữa nếu các con làm sai. Đồng chí Bảo Ngọc tính toán dài nhá, được âm 4,1 cộng với âm 13,7 kể cả bấm máy tính nha, cũng được kết quả 9,6 dương 9,6 con nhá. Đặc biệt, giáo viên lại một lần nữa tổng kết lại các kiến thức, kỹ năng cần nhớ sau mỗi buổi học để các con có thể nhớ lâu và sâu hơn. Nhờ có lộ trình học tập chuyên biệt được thiết kế riêng theo năng lực học tập của từng học sinh, theo từng tuần học, phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm dù năng lực của con đang ở mức nào đều hoàn toàn có thể theo được. Học live tại nhà, muốn 90 điểm đã có Master!